OK Google, find me nearest audio shop. An Dewey Audio Showroom is on 235 Dinh Bien Phu in Ho Chi Minh City and is 0 kilometers away. Wow, hay dữ. Chào tất cả các bạn, đây là Clips The Tree nhưng mà có thêm Google Assistant. Ghê chưa. Tưởng tượng một ngày mình lao động vất vã về nhà, mình đặt chân xuống giường cái Owen mình đặt cái lưng mình xuống giường cái OK Google, mở nhạc thư giãn và thế là có nhạc nha. Sướng không các bạn? Đâu cần lại bấm đĩa hay là bấm trên iPhone để stream nhạc này nọ. Mệt. OK Google phát là có nhạc. Nhưng mà lát nữa mình sẽ cho các bạn xem những cái tính năng hay ho khi mà mình ra lệnh cho chiếc loa này. Bây giờ tại vì đúng theo kịch bản là mình phải cho các bạn xem thiết kế trước. Về thiết kế cơ bản thì các bạn sẽ thấy là cái bản Clips The Tree có Google Assistant này nó sẽ giống với lại Clips The Tree mà đời 1 hơn. Đó là ở chỗ là cái phần chân đế. Cái chân đế này nó là dạng chân đế thanh chứ không phải là dạng 4 trụ như là trên Clips The Tree 2. Nó chỉ giống Clips The Tree 2 ở chỗ là cái gì? Phối màu. Đúng không? Các bạn nhìn đi chang luôn. Màu nâu đi với lại cái e căng vải bố, và cái bảng màu đen mờ nó sẽ đi với e căng là sedan, nhìn nó gân hơn. Và đây là cái logo đặc trưng của những cái dòng Clips Heritage, rất là sang. Ở mặt sau của loa là các bạn sẽ không thể nào mà tìm thấy bất kỳ một cái jack cắm nào hết, ngoại trừ jack cắm dây nguồn thôi. Tại vì trên cái phiên bản Google Assistant này, Clips họ muốn cho các bạn trải nghiệm thực sự là âm thanh không dây, tức là sẽ không còn cái cổng RCA phono, không còn cổng USB-B, không còn cái aux 3.5 để các bạn kết nối với các đầu độc như đầu đĩa than, đầu CD. Trên phiên bản này các bạn chỉ nghe nhạc toàn bộ từ Bluetooth và từ cái nguồn nhạc từ Internet mà thôi. Bởi vì cái nguồn nhạc từ Internet hiện tại nó cũng rất là rộng lớn rồi, cho nên các bạn yên tâm là gần như đa số những cái bài nhạc phổ thông mà mình nghe nó đều có trên Internet cả. Và ở mặt sau chỉ có duy nhất đúng một cái nút Reset Factory để khi mà các bạn cài đặt bị lỗi hay là mình muốn cài đặt cái chiếc loa này ở những nơi khác ngoài nhà của mình thì các bạn có thể bấm vào đây reset lại và tiến hành cài đặt lại ban đầu với chiếc loa này. Thì khác với lại cái bản The Tree 1 và 2 thì cái bản Google Assistant này nó sẽ xài dây nguồn là dây số 8 chứ không phải là dây 3 chấu như là hai bản kia nữa. Đây là cái phần trên của cái phiên bản này. Thì khác với lại cái phiên bản The Tree 1 và The Tree 2 thì cái phần điều khiển cái hai bản đó nó sẽ nằm dọc theo chiếc loa, còn cái bản này nó sẽ nằm ngang, nó ngay giữa trung tâm loa luôn. Và toàn bộ cái phần điều khiển này nó làm bằng kim loại đi với lại veneer gỗ, nhìn cực kỳ thuyết phục. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái nút mute mic. Thì cái nút này là khi mà các bạn ví dụ nhà mình có trẻ con mà đông ồn ào mà nó phá quá thì mình có thể tắt cái mic nhận tín hiệu của chiếc loa này bằng cái nút này. Và khi mà các bạn muốn sử dụng lại mình chỉ cần bấm lại cái nút này thôi, nó sẽ mở mic. Thì ngoài kết nối wifi thì tính năng không dây cơ bản của chiếc loa vẫn là Bluetooth để mà các bạn có thể nghe nhạc. Ví dụ như trong điện thoại bạn có những cái nguồn nhạc mà trên Spotify không có, hoặc là trên mạng không có mà chỉ có điện thoại bạn có mà thôi, thì các bạn có thể nghe nhạc thông qua chiếc loa này bằng cái Bluetooth này. Ở đây là hai cái mic nè. Hai cái mic này rất là xịn luôn. Phải nói là hai cái mic trên chiếc Clips The Tree Google Assistant này nó bắt tín hiệu rất là tốt. Ở trong môi trường showroom thì khi mà mình mở cửa ra cái tạp âm nó vô cũng rất là nhiều. Mà mình đứng xa chiếc loa này khoảng là 5-6 mét mình nói thì chiếc loa nó vẫn nhận tín hiệu tốt từ mình. Ở đây là cái dãy đèn LED hiển thị. Và đây là cái nút bấm Google Assistant phòng trường hợp khi mà chiếc loa này nó chưa có hợp với lại cái voice match của các bạn á, thì nó sẽ rất là khó nhận có câu lệnh OK Google từ bạn. Thì nếu như mà nó nghe không được thì các bạn có thể bấm từ đây và mình ra lệnh cho chiếc loa này. Đây là cái nấm điều khiển tăng giảm âm lượng và mình bấm vào để mà play pause bài nhạc đèn phát. Để cài đặt cái chiếc loa Clips Google Assistant này rất là dễ. Đầu tiên là các bạn download cái ứng dụng Google Home về trên smartphone hoặc tablet của mình. Đầu tiên mình sẽ tạo cái nhà. Thì ở đây mình tạo cái nhà riêng, xong rồi mình bấm tiếp theo.
thì nó sẽ tự động nó search cái thiết bị có thể link được với lại cái Google Home. Ở đây là chiếc Clips The Tree. Đây, nó báo cho bạn thấy. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn cái ngôn ngữ mà mình sẽ giao tiếp với lại chiếc loa này. Thì cái này là cái khu vực mình sẽ đặt chiếc loa, ví dụ mình đặt ngay tại phòng khách đi. Mình sẽ bấm chọn vào phòng khách. Thì sau đó tiếp theo là mình sẽ kết nối với cái mạng wifi của nhà mình. Loa báo là đã kết nối. Tiếp theo là mình sẽ nhập cái địa chỉ của cái chiếc loa mà bạn đặt. Thì tại vì chiếc loa này nó có tính năng là khi mà các bạn hỏi về thời tiết, hỏi về tình trạng giao thông ở những cái khu vực xung quanh bạn á, thì để mà cho chiếc loa này nó nắm bắt đúng cái địa chỉ thì các bạn nên nhập cái địa chỉ của mình vào để cho Google có thể có được những cái thông tin chính xác báo cho các bạn. Thì đây chiếc loa nó sẽ link với lại cái tài khoản Spotify để mà các bạn có thể ra lệnh cho chiếc loa này phát nhạc. Thì các bạn nhớ là các bạn phải đăng ký cái gói tài khoản premium của Spotify thì mình mới sử dụng được cái chức năng nhờ Google phát nhạc nhé. Thì nếu như TV các bạn có Chromecast ấy, thì các bạn có thể liên kết với tài khoản Netflix để mà mình ra lệnh cho Google mình phát phim trên cái chiếc TV đó. I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Đó, khi mà cái chiếc loa nó nói lên cái câu đó là các bạn đã thiết lập xong. Ở đây nó có gửi sẵn một cái vài những cái câu ra lệnh cho chiếc loa thì các bạn có thể xem thử. Thì sau khi đã cài đặt xong, bây giờ mình sẽ thử demo cho các bạn một số những cái tính năng ở trên cái chiếc loa Clips The Tree Google Assistant này. Thì nếu như mà các bạn sử dụng những cái thiết bị mà nó sử dụng hệ điều hành Android mới đây nha, ví dụ như là Android 9, Android Pie, Android Bánh á, thì mình có thể sử dụng tiếng Việt với cái chiếc loa này. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái thiết bị iOS á, thì hiện tại mình chỉ sử dụng được tiếng Anh mà thôi. Thì bây giờ hiện tại là mình chưa có Android đó nên mình sẽ test cho các bạn xem những cái tính năng tiếng Anh rồi. Ok Google, play Love of My Life by Queen. Sure, Love of My Life by Queen. Here it is on Spotify. Đó, nghe chưa? Nó phát nhạc là phát nhạc liền. Okay, Google. How's the weather today? In Ho Chi Minh City today, there'll be thunderstorms with a forecasted high of 29 and a low of 24. Currently it's 29 and partly cloudy. If you ever want to know what time it is, just ask. Okay, Google. Okay, Google. What time is it? It's 4:03. Đó, các bạn thấy là mình đó, các bạn thấy là mình vừa cho phát nhạc, mình hỏi về thời tiết, mình hỏi về thời gian mấy giờ. Bây giờ mình sẽ hỏi thử là ở gần mình có kẹt xe hay không. Ok Google, any traffic jams near me? There's moderate traffic on 235 Dinh Bien Phu, Phuong 6, Quan 3, Ho Chi Minh. It's slower than usual. Đó là nó thông báo cho bạn cái tình trạng giao thông hiện tại quanh cái khu vực 235 Điện Biên Phủ này. Bây giờ mình sẽ thử cho cái chiếc loa này tính toán thử xem như thế nào.
Thì nếu như các bạn không muốn nói cái câu OK Google ấy, mình có thể bấm ngay cái nút này trên loa để cho nó nhanh. 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 minus 10. The answer is 20. Và bây giờ mình sẽ hỏi tiếp về thông tin về tỷ giá hối đoái. 1 United States dollar to Việt Nam đồng. 1 United States dollar is approximately 23,208 Vietnamese dongs. Các bạn thấy là có rất là nhiều thông tin hay mà mình có thể sử dụng cái chiếc loa này để mà mình biết được. Ví dụ mình sẽ hỏi tiếp về những nhân vật nổi tiếng chẳng hạn. Donald Trump. According to Wikipedia, Donald John Trump is the 45th and current president of the United States. Before entering politics, he was a businessman and television personality. Trump was born and raised in the New York City borough of Queens and received a BS degree in economics from the Wharton School at the University of Pennsylvania. Đấy, cái này rất là hay, ví dụ như là nếu như mà nó nghe được tiếng Việt thì mình có thể hỏi Ngô Quyền là ai, Trần Hưng Đạo là ai, Nguyễn Huệ là ai, giúp cho con bạn có thể học lịch sử tốt hơn với cái chiếc loa này. Và cái này là một cái mà mình rất là thích nữa ở trên chiếc loa này, đó là nó có thể dịch. Bây giờ mình sẽ thử nha. How to say I love you in Vietnamese? In Vietnamese, that's em yêu anh. Trời ơi, cuối cùng có đứa yêu mình rồi. Cảm ơn em. How to say love of my life in German? In German, you would say Liebe meines Lebens. You can see how it's written on your phone. Can you open the door for me? Sorry, it looks like that device hasn't been set up yet. Okay. You can do that in the Google Home app. Cái cửa hiện tại nhà mình là nó không có thiết bị điện tử nào để mà nó kết nối luôn rồi đó. Mình phải mở cơm thôi. OK Google. I love you 3,000. That's high praise coming from you. Set alarm at 3 p.m. Got it. Your alarm set for tomorrow at 3 p.m. Đó là các bạn có thể đặt báo thức. Nếu như mà các bạn muốn tròn đứa nào ở trong nhà, mình có thể xài chiếc loa này tạo tiếng em bé này nha các bạn. Này vui lắm nè. OK Google. Make baby cry sound. This is a baby. Đó, các bạn tưởng tượng tự nhiên đang đi cái à. Mình là mình bắn khỏi nhà liền luôn á. Thì đó là một vài mẫu demo mình cho các bạn xem thử về cái chiếc loa này nó thông minh như thế nào. Mình sẽ có một cái list để test hết toàn bộ những cái tính năng trên chiếc loa này, đặc biệt là khi mà các bạn nói tiếng Việt cái chiếc loa này. Tại hiện tại là mình chưa kiếm ra được cái điện thoại Android nào hết. Khổ ghê luôn. Ngoài những cái tính năng ví dụ như là mình nghe nhạc, mình đặt báo thức, mình cho loa dịch, thực hiện phép tính, vân vân, mình may may như hồi nãy là mình đã chuyển cho các bạn xem. Thì nếu như trong nhà bạn có những cái hệ thống thiết bị mà nó có liên kết với lại Google Home á, ví dụ như là hệ thống đèn LED Philips Hue, thì các bạn có thể sử dụng cái Google Assistant này để mà ra lệnh bật đèn, mở đèn cho căn nhà của mình. Bên trong cái chiếc loa này có tích hợp sẵn Chromecast của Google, cho nên các bạn có thể stream nhạc trực tiếp từ trong điện thoại của mình lên chiếc loa này. Ví dụ mình mở Spotify lên, các bạn bấm vào phát trên những thiết bị nào, các bạn sẽ thấy ngay chiếc loa này ở trong cái phần danh sách đó. Cái thứ hai là ví dụ TV mình có Chromecast thì các bạn có thể cài vào Google Home và mình có thể nói loa, ví dụ mở Stranger Things trên cái TV phòng khách đó, thì cái TV nó sẽ tự liên kết với tài khoản Netflix và nó phát phim cho các bạn xem. Điểm thứ ba nữa đó chính là nếu như những cái loa khác mà bạn mua cũng có Google Assistant, và nếu như bạn mua cái loa Clips The Tree này nhiều phòng càng tốt, thì chắc chắn là các bạn sẽ có được cái tính năng đó là nghe nhạc đa phòng. Ví dụ mình vô phòng khách mình cũng có một cái loa này mình nghe, mình vô phòng ngủ mình cũng có một cái loa này mình nghe, mình vô phòng bếp mình cũng có một cái loa này mình nghe, đi đâu cũng có nhạc nghe, sướng quá trời. Cái OK Google là tự nhiên có nhạc nghe. Mình không có cần phải dây bấm dây nhợ à, có một cái là mình phải có dây nguồn nha các bạn, không có dây nguồn là coi như xong, loa không có hoạt động đâu.
Về chất âm thì trên phiên bản này nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế trên The Tree 1 và The Tree 2, tức là vẫn là hai củ loa 2.25 inch toàn dãy, một cái củ loa bass 5.25 inch và hai cái củ loa bass 5.25 inch đánh cộng hưởng. Thì phải nói là cái chất âm mà Clips đem đến cho các bạn đặc trưng luôn, đó chính là cái chất âm sạch và nó sáng chi tiết. Và chiếc loa này nghe nhạc rock, rồi nhạc bolero và nhạc acoustic phải nói là cực kỳ thuyết phục, hết bài. Nếu các bạn đã muốn tìm cho mình một chiếc loa nghe nhạc hay với thương hiệu âm thanh lâu đời hơn 70 năm ở Mỹ, và một chiếc loa biết nghe lời, cực kỳ biết nghe lời luôn, nói phát nhạc là phát nhạc mà hiểu được tiếng Việt mới hay nha, thì các bạn tại sao không thử Clips The Tree Google Assistant? Các bạn còn chần chừ gì nữa, tại sao không đến ngay showroom của Andy Audio và các đại lý của Andy trên toàn quốc để mà trải nghiệm ngay sản phẩm này?